Trương Tân Thành giảm cân hóp cả mặt để đóng đam mỹ độc thầm, dân tình vẫn ào ào chê không hợp vai. Hình ảnh được cho là tạo hình của Trương Tân Thành trong đam mỹ độc thầm thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Vào ngày 16 tháng 4, hình ảnh được đồn đoán là Trương Tân Thành trong tạo hình phí độ nam chính đam mỹ vực sâu độc thầm được lan truyền trên mạng. Có vẻ như sau rất nhiều đồn đoán, độc thầm đã chốt được Trương Tân Thành. Trương Tân Thành là diễn viên trẻ tiềm năng được biết đến với Lê Hấp Đường Phèn và lấy danh nghĩa người nhà. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tranh cãi trái chiều khi nghe tin anh đóng vai phí độ. Nhiều người vẫn cho rằng Trương Tân Thành không đủ gầy, không tỏa ra khí chất yêu nghiệt như phí độ trong nguyên tác. Một số hình ảnh của Trương Tân Thành. Bên cạnh đó, một số người lại thấy Trương Tân Thành đã rất gầy rồi, ngoại hình chỉ là một phần, diễn xuất mới quan trọng. Đây là một nhân vật có tâm lý phức tạp, lại có đông fan hâm mộ, Trương Tân Thành chắc chắn sẽ gặp nhiều áp lực. Một số bình luận của cư dân mạng. Gầy hơn chút thì nhìn cũng khá ok, chỉ là thần thái không biết có ra được không. Chả có một miếng nào liên quan tới phí độ cả. Đây không phải phí độ trong lòng tôi rồi. Hơi thất vọng xíu nhưng mong sao diễn xuất và kịch bản ổn để bù lại. Chắc tại đọc truyện vài lần nên nhìn không cảm được đang diễn phí độ. Giờ chỉ mong bên kịch đừng xào nấu nguyên tác với xem Trương Tân Thành diễn có ra nội tâm của phí độ hay không. Đẹp mà, chỉ mong không sửa nát cái nguyên tác là được. Eo nó bằng cái nắm tôi rồi, vẫn bảo gầy đi, chắc mang bộ xương ra đóng cho hài lòng khỏi thuê diễn viên. Chứ tôi chả hiểu các cô muốn cậu, cân vai này thì mới hài lòng. Tốt nhất vẫn là đừng chuyển thể, nhưng đã chuyển thể mà tìm được diễn viên có thực lực như cậu Thành thì khá ổn rồi, còn muốn sao nữa. Hay muốn một cậu tiểu thịt tươi vừa đơ vừa tạo hình cách nguyên tác 800 dặm. Đọc thầm kể về cặp đôi oan gia giám đốc tập đoàn nhà họ Phí và đội trưởng đội hình sự. Tuy có hay khích tướng lẫn nhau trong lúc điều tra, nhưng dần dần Phí Độ cùng với đội trưởng Lạc Văn Thu lại nảy sinh tình cảm. Đọc thầm Jojoku và Tân Phái Truyền Thông sản xuất hiện vẫn chưa khai máy chính thức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.